Tiếng Anh 1. Family and Friends. National Edition. Student Book. By Trắng Cowboy Ngọc and June Văn Anh. Copyright Oxford University Press. 2020. Hello everyone. My name is Hằng. I'm from Nguyễn Văn Thể Primary School. How are you today? Are you happy? Yes, I'm so happy too. Cô chào tất cả các em. Cô tên là Hằng. Cô đến từ trường tiểu học Nguyễn Văn Thể. Bài học tiếng Anh ngày hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các em. Và cô rất là vui. Yeah. Trước khi vào học bài mới, cô và các em chúng ta cùng hát một bài hát nhé. Are you ready to sing a song? Yes, let's sing a song together. Say hello. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you. Hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. Hello to you, hello to you, hello to you, hello to me. Hello, nice to see you, everyone. Hello. Và bây giờ chúng ta hãy ôn lại bài cũ nhé. Ok. Let's have some review. Yeah. Now, let's see. Cat. Dog. Elephant. Fish. And now, I will steal one picture. And you will guess. What is this? Và bây giờ, cô sẽ làm mất một bức tranh. Các em sẽ đoán nhé. Are you ready? Yes, 1, 2, 3. Can you guess? Yeah. Let's see the answer. Dog. Yeah. Next one. Okay. Elephant. Yeah. And now, fish. Last one. Cat. Yeah. Good job. Now, let's see what we are going to learn today. Các em hãy xem hôm nay chúng ta sẽ học cái gì nhé.
Letter H. Huh. Letter I. Eh. Are you ready to learn our new lesson? Yes, yes. Exercise 1. Listen, point, and repeat. Right. Bây giờ các em hãy nghe và lặp lại cho cô nhé. Letter H. Huh. Huh. Hat. Huh. Hat. Huh. Horse. Huh. Horse. Next one. Letter I. Eh. Eh. Insect. Eh. Insect. Insect là sâu bọ hay là côn trùng các em nhé, hoặc là sâu bọ hay là côn trùng. Yeah. Eh. Ill. Eh. Ill. Yeah, ill. Bị bệnh, bệnh không có được khỏe trong người. Ill. Yeah. And now I want you to look again. Bây giờ các em xem lại những từ mà cô vừa giới thiệu với các em nhé. Letter H. Huh. Huh. Hat. Huh. Horse. Letter I. Eh. Eh. Insect. Eh. Ill. And now it's time to do the exercise 2. Listen and chant. Bây giờ các em nghe và hát theo điệu nhạc nhé. Look at the horse with a hat, hat, hat. A hat, hat, hat. Look at the insect. It's ill, ill, ill. Eh, eh, eh. It's ill, ill, ill. Look at the horse with a hat, hat, hat. Huh, huh. A hat, hat, hat. Look at the insect. It's ill, ill, ill. Eh, eh, eh. It's ill, ill, ill. Yeah, and now it's time for a game. We want to play a game? Yes. Yes, let's play a game.
In this game, you listen and choose A, B, or C. Trong trò chơi này, các em hãy nghe và chọn cho cô đáp án A, B hay là C nhé. Ready? Yeah. First one. Now listen, listen. Huh. Hat. Yes, let's choose for me. How about A? A. No. No. B. No. No. C. Huh. Hat. Okay, next one. Listen. Eh. Ill. How about A? A. No. No. B. Eh. Ill. Next one. Eh. Insect. How about A? A. Eh. Insect. Yeah. This one. Huh. Horse. How about A? A? No. No. B? No. No. C? Huh. Horse. And now it's time to do exercise 3. Pick and say. Trong bài tập này, các em dán nhé. Dán và nói từ đó ra. Are you ready? Yes. Yes. Now look at the first one. Ga. Guitar. Ga. Guitar. Ga. Ga. Yeah. We will stick. Stick. Ga. Okay. Ga. Guitar. Yeah. Next one. This one. Now, what is it? Huh. Horse. Huh. Horse. Huh. Huh. Yeah. Huh. Horse. Okay, next one. Eh. Insect. Eh. Insect. Yeah. Eh. Insect. Well done. Và bây giờ các em hãy nói cho cô biết hôm nay các em đã học được những gì nhé. What have we learned today? Yeah. Letter H. Huh.
Ha. Hat. Ha. Horse. Letter I. E. E. Insect. E. Ill. Các em hãy ghi nhớ những từ này cho cô nhé. Và đừng quên làm bài tập về nhà. Please remember your homework. Các em hãy làm bài tập trang 26 sách workbook cho cô nhé. It's time to say goodbye. Goodbye and see you next time.